Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Tư đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì chúc anh em có một buổi tối thật là tốt lành nhá. Hôm nay thì mình đang đi làm một thử thách của bạn fan yêu cầu. Thử thách dùng AK Kim Kỳ Lân và MP40 sấm sét lấy top 1 đấu danh. Đấy. Thì ok thôi, fan cứng mà, yêu cầu thì mình phải làm chứ. Bình tĩnh bạn này. Bạn có súng, còn mình thì không. Cứ từ anh em ạ, không vội vàng được. Mình đang cần kiếm súng đã. Bãi tính lùng sục mình kìa. Đây rồi, đây rồi. AK đây rồi anh em ơi. Đâu rồi? À, thấy rồi nhá. Ok, mình xin. Không biết là chĩa súng đi đâu đấy. Chĩa súng đất à? Không MP à ta? Thôi không sao anh em ơi. Nếu như mà mọi người mà có bất kỳ yêu cầu hay là bất kỳ thử thách gì mà muốn mình làm ấy thì cứ comment nhẹ nhẹ xuống bên dưới nhá. Xong rồi có gì thì mình sẽ đi thực hiện nó từ từ, dần dần. Một tuần thì mình sẽ làm một video về thử thách nha. Kiếm hoài mà không thấy cái MP đâu. Cái hôm mà không làm thử thách thì đi đâu cũng gặp. Buồn ghê. Máy bán hàng là còn không có nữa chứ. Bom keo này. Ui. Trời ơi, ngộ không ạ. Ngộ không hả? Đây, liệu bạn ơi. Bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đi đâu? Ấy. Ok. Lụm gạo liền. Đó, lâu ngày không bắn lại cây AK Kim Kỳ Lân này, cảm giác nó cứ bị sượng sượng anh em ạ. Tại vì mình đang quen với lại M451 với lại Ska. Kéo tâm nó cũng chưa có cảm giác được chuẩn cho lắm. Ui. Ây da. Cái máy bắn nó bị làm sao ấy nhở? Bắn mình đi đâu không bắn, bắn ngay lên cái cột. Mà trên cái chỗ này còn có người nữa chứ. May là cái bạn kia bạn ấy không nhìn thấy mình đấy. Bò sữa. Này thì bò sữa này. Một chú bò sữa dễ thương. Lon ta lon ton không nghe tiếng bước chân là rõ rồi. Thôi mình xin nhá. Có gì thì chơi lại bò sữa nhá. Nốt trận này nếu như mình win là mình sẽ lên huyền thoại đấy anh em ơi. Gắng lên. Không biết là mọi người đã nắm được tình hình cái lịch lên video của mình chưa. Nhưng mà chắc là từ giờ thì mình sẽ thay đổi một chút về cái cơ chế lên video nhá. Tức là thứ hai này, thứ 4 này, thứ 6 thì mình sẽ đi ghép bỗng nhiên. Còn thứ 3, thứ 5, thứ 7 thì một video thử thách, một video solo squad và một video highlight. Đấy, highlight về tử chiến nha. Còn nếu như bạn nào mà muốn xem những trận đấu tử chiến nó gọi là nguyên trận và chiến hơn thì mọi người có thể ghé qua fanpage của mình để xem. Thì mỗi ngày mình sẽ đăng một video tử chiến ở trên fanpage. Link fanpage thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Ngay đầu luôn. Cô nương ơi, mở cô nương ơi. Ủa, bánh hả? Mình cứ tưởng là bạn gái cơ. Làm gọi là cô nương như thật. Ok, tới thôi. 3, 2. Liệu này bạn ơi. Rồi, dính nha. Chạy đi không? À, đặt keo cao lên để làm gì? Cũng dính mà thôi. Không biết là chạy đi chưa? Ôi trời ơi. Thề luôn. Bị dính một trái đầu tiên rồi vẫn cô đứng ở đây ạ. Có kéo tròn. Có kéo tròn để làm gì không biết. Né làm sao được. Mình toàn ném mà nổ trên không không à. Nhiều đồ lắm. Nhưng mà thực ra thì mình cũng chẳng cần nữa đâu anh em ơi. Tại vì đồ mình quá nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần kill thôi. Ôi dồi ôi, kèo kìa. Dã man chưa. Quá trời kèo luôn. Bạn nào mà đi qua đây mà lũng xác thì đúng là ngon. Thôi, vào bo thôi anh em ơi. Phía trước có người không ta? Mình cứ có linh cảm xấu xấu ở phía trước anh em ạ. Từ, chờ một chút nữa xong mình sẽ chạy bo. Máu này.
Hơi tiếc là cái ba lô của mình nó đầy mất rồi. Đó, có xe kìa. Mình biết mà. Rồi, nhất bạn ấy rồi. Đang ở ngoài bo, đâm ra là mình cũng không nên gọi là cố đấm ăn xôi làm cái gì. Cứ từ từ thôi. Rồi bạn ấy chạy bo trước vậy. À, đây rồi. Trời nó nô à. Hay ghê ta. Cây đầu nhưng mà dạo gần đây có vẻ như là khi mà bắn xa quá ấy, cây đầu nó không được chuẩn anh em ơi. Toàn bị bắt tâm xuống dưới người thôi. Nhỏ thế. Tới luôn này. Mình tới này bạn ơi. Bên kia anh em ạ. Chào nhẹ cho bạn ấy chai lựu cái. Nhưng mà khá là tiếc khi mà mình đã nghe tiếng bước chân bạn ấy chạy đi. Rồi bị bắn rồi. Bắn xong rồi. Bị lụm luôn rồi anh em ơi. Còn 3 người. Mình vẫn đang trong bo. Vậy nên là cứ từ từ thôi. Đi đâu vào bò vàng. Nhà gà có 1. Bạn nhà gà thì vẫn ở trong bo anh em ạ. Nên là đành phải chờ thôi. Chúng ta sẽ chờ một lúc nữa xem là bo thu về đâu. Xong rồi mới tính tiếp được. Một bạn ở đâu? Lộ diện. À thì ra ngoài đập à. Có vẻ khó rồi. Bò ra cái nơi rất là trống anh em ơi. Cái bạn bên đập đang là người có lợi thế nhất. Bây giờ mình phải cần tìm cái nơi nào đấy nó đẹp đẹp một xí. Đây rồi, may quá. Cứ tưởng là bạn ấy không có bông keo. Nhưng mà bật lên một cái là ra một đống bông keo liền. Thì này bông keo mình nghĩ là ổn để mà chạy bò rồi anh em ơi. Ưu tiên máu nhiều hơn. Nào, các bạn đang ở đâu? Xin mời lộ diện. Đấy, hai bạn đều ở ngoài bo hết nhá. Cơ hội của mình đây rồi. Ngon rồi anh em ơi. Ok, mình đã an toàn. Bên kia thì vẫn có một bạn ngoài bo kìa. Chạy bo sẽ hơi bị cực đấy. Ui, hai bạn ấy có vẻ đang muốn giao tranh với nhau. Ok. Chó mèo cắn nhau ngươm đắc lợi liền. Rồi yếu. Sao lại không bắt tâm ta? Cay ghê. Nhưng mà thôi không sao anh em ơi. Mình có liệu. Mình có liệu. Boom. Hay. Ôi dồi. Tính công qua đây cơ á. Vội vàng thế. Ê. Cầm nhầm súng thôi mà. Có gì đâu mà căng. Ok. Như vậy là bồi ra nhá. Như vậy là yêu cầu của bạn fan của mình đã hoàn thành rồi. Bonus thêm cho bạn ấy cái lên danh huyền thoại này. Mọi người tưởng đã hết video đúng không? Vậy thì chào mừng đến với chương trình Comment liền tay lên ngay TV. Đây là chương trình trả lời 5 comment đặc biệt nhất trong video ngày hôm qua. Comment đầu tiên đến từ bạn Quỳnh Ami. Yo, chúc anh Gió nhiều sức khỏe nha. MP40 sấm sét và AK Kim Kỳ Lân đi anh Gió ơi. Ừ, đấy, video ngày hôm nay là của em đấy. Comment thứ hai đến từ bạn Hồ Quân. Anh đã bị lãng quên rồi, chúc anh mạnh khỏe và kênh phát triển hơn. Thực ra thì nói lãng quên thì cũng không đúng lắm. Tại vì là em vẫn xem video của anh đấy thôi. Dù gì thì cũng phải cảm ơn rất là nhiều những người bạn đã đồng hành cùng mình tới tận thời điểm bây giờ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Comment tiếp theo đến từ bạn Đệ. Sắp tới Giáng sinh rồi, em chúc anh Giáng sinh vui vẻ và mau có người yêu nhé. Cảm ơn em nhiều, chúc em có mùa Giáng sinh vui vẻ nhé. Và bật mí cho em là anh có người yêu rồi, nhưng mà tại vì là anh chưa công khai thôi nha. Comment tiếp theo đến từ bạn Phong Nguyễn Hoài. Anh chưa giới thiệu xong thì mất nửa cây máu. Chúc anh buổi tối vui vẻ ạ. Cảm ơn em và chúc em buổi tối vui vẻ nhé. Thực ra thì cái vấn đề mà chưa giới thiệu xong mất nửa cây máu thì cũng khá là thường xuyên với anh thôi. Có khi là còn chưa giới thiệu xong anh chết rồi ấy.
Nhưng cái clip đấy thì đương nhiên là em sẽ không thấy đâu. Comment cuối cùng đến từ bạn Đặng Thùy Len. Sao em bắn nó không bắt tâm vào người địch vậy anh nhỉ? Mong anh giải thích giúp em với, có cái nào khắc phục cái lỗi đó không? À, em cảm ơn. Đầu tiên là có hai trường hợp. Một là trường hợp trong cài đặt của em. Em bật cái chế độ mà ngắm bằng ống ngắm hoặc là điều khiển tất cả ấy, thì khi mà vào trận thì nó sẽ không bắt tâm. Nên là nếu như mà em mà đang bị cái này ấy, thì em nhớ chỉnh về cái chỗ thường nhá, hoặc là mặc định nhá. Còn cái trường hợp thứ hai ấy, nếu như mà em để ngắm là thường rồi nhưng mà bắn vẫn không bắt tâm vào địch thì chỉ có thể là do địch thôi. Cái hệ thống bắt tâm của chúng ta nó bắt tâm vào vùng bụng và vùng lưng dưới. Nên là nếu như mà bạn địch của em ấy, mà bạn ấy che được cái vùng bụng và vùng lưng dưới bằng cách là lợi dụng những cái mép đồi hay là lợi dụng những cái địa hình mà có sườn dốc để che đi những cái phần đấy, thì đương nhiên là em sẽ không bắt tâm được rồi. Nên là những cái trường hợp như vậy thì một là bỏ, hai là em phải tự ke nha. Ta-da! Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!